Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Ê Sam ơi, làm cái gì mà sáng sớm gì đâu mà ủ rũ như vậy? Mau tập thể dục theo tôi cho mau khỏe nè. Tập thể dục thể thao sức khỏe dồi dào. Trời ơi, sáng tôi đang buồn ngủ, ông dắt tôi đi đâu giờ buồn ngủ gần chết luôn nè. Trời ơi, hôm nay là một ngày rất là đẹp trời. Bà nhìn đi, nắng sáng lung linh muôn hoa vàng đó, thấy không? Bởi vì như vậy cho nên là chúng ta cần phải ra ngoài trời đi gì ta, cắm trại nè, để chúng ta cùng nhau vừa vui mà còn vừa tốt cho sức khỏe, tập thể dục thể thao nữa, hiểu không? Đó. Tôi thì đang mệt, nghĩ sao bắt tôi đi cắm trại giờ? Với lại cắm trại ha là còn dựng lều nè, đi là gì ta, đi lấy đồ ăn nè, xong rồi làm quá trời đất đồ à. Trời ơi, mệt gần chết, đâu ra mà tập thể dục. Thôi, thì mình phải dựng lều, mình phải đi kiếm đồ ăn đồ cái kiểu thì như vậy nó mới tốt cho sức khỏe. Thì mình làm việc nặng thì cái đó là tập thể dục chứ còn gì nữa, đúng không? Không, mệt lắm, tôi không chịu đâu, tôi không chịu. Tự nhiên bắt bây giờ bắt tôi buồn ngủ, bây giờ bắt tôi gọi là gì ta, đi cắm trại, đi gọi là đi dựng lửa đồ, mệt lắm, tôi không chịu đâu, không chịu đâu. Ủa, kỳ à, tự nhiên không đi cắm trại mà không chịu dựng lều, không chịu kiếm đồ ăn thì còn gì là cắm trại nữa. Trời ơi, Sammy dạo này lười quá bạn ơi, suốt ngày ăn rồi ngủ không à, không chịu làm gì hết trơn á. Thôi, cắm trại rồi bây giờ còn đòi ngồi không nữa thì giờ biết làm cách nào ta? À, đúng rồi, mình có cách này. Sam ơi, Sam. Hả? Về, tôi đi về đây, không có chuyện ông đâu, về. Ê, cái gì mà đi về, trời ơi, nghĩ sao vậy? Tôi có cách rồi, bây giờ nè, bà không muốn cắm trại mà phải làm việc mệt nhọc đúng không? Đúng. Ừ, đúng rồi, muốn mà ăn không muốn làm đâu. Rồi, muốn ăn mà không muốn làm đúng không? Rồi, ok. Thôi được rồi, bây giờ như thế này đi. Sammy chỉ cần giúp tôi là dựng lều cắm trại thôi, còn lại kiếm đồ ăn hay là làm gì là một mình tôi làm hết được chưa? Hứa nha, tôi dựng cái lều xong tôi đi ngủ luôn đó nha. Ok, ok, được. Đây, cái lều cắm trại nè. Ở đây là mình có chuẩn bị giường ngủ nè. Ê, sao bà lấy giường của tôi? Trả giường đây. Ai mới okay. Đây, rồi. Chia nữa ra nè, đó, chia nữa ra. Đó, lấy đồ nè. Rồi, ok. Bây giờ hai đứa mình luôn nè. Hai đứa mình sẽ bắt đầu xây lều cắm trại nha bạn nha. Thì y như là bình thường bọn mình xây lều cắm trại như thế nào thì lần này bọn mình cũng sẽ xây y hệt vậy thôi. Đó chính là mình sẽ xây lên một cái hình tam giác như thế này. Có cái cao hơn xíu không ta? Ừ, cao hơn xíu đi cho nó rộng rãi dễ ở bạn ơi. Đó, xây cao một tí nè. Rồi sau đó xây ra như thế này, thế là xong cái lều cắm trại thôi. Nhanh gọn lẹ. Đó, bạn thấy không? Đó. Ủa, không xây nhanh vậy? Tôi mà, trời ơi, tôi là kinh nghiệm gọi là xây dựng bấy lâu nay. Ok, lắp chỗ này là bằng kính đi cho nó đẹp nha bạn nha. Lắp chỗ này bằng kính nè. Rồi ok, vô đây mình sẽ để thêm lửa vô để thắp sáng nè. Sau đó là mình sẽ để cái giường của mình ở giữa. Đó là cái giường đèn ngủ. Ok, ủa rồi Sammy xây xong chưa? Xây xong chậm quá vậy. Đúng mà, con gái xây chậm chạp quá à, nhanh lên. Ủa, đi sao? Ủa, vô gì em tự nhiên bắt tôi, tự nhiên gái xây chậm là sao vậy? Tôi buồn ngủ thôi, tôi xây nhanh lắm. Vậy hả? Ok, mình sẽ lấy một ít hoa nha. Mình sẽ cắm ở trước nhà mình hai bông hoa cho nó đẹp bạn ơi. Đó. Đấy. Trời ơi, chỉ là xong cái lều cắm trại đây, để mình cắm cho Sam luôn. Xây nhanh lên Sam, gì mà chậm dữ à Sam? Không, phụ tôi đi giờ ông nói hồi à. Tôi gái tay yếu chân mềm hiểu không? Tay rung lập bập luôn nè. Trời ơi, mày đặt tay yếu chân mềm đồ. Trời ơi, suốt ngày ở nhà mấy bạn biết không? Suốt ngày ở nhà bả quýnh mình hoài luôn. Bây giờ bả mày đặt chân yếu tay mềm. Lên trên video, lên Facebook á, thì lúc nào cũng kiểu mình là một con người rất là hiền. Nhưng mà ở nhà suốt ngày quýnh mình không hả bạn ơi? Vô gì phải không? Trời, Facebook tôi ba hoặc là tôi phải sống não chứ đúng không? Mấy bạn nói tôi dễ thương cô te chứ không lẽ bây giờ tôi lên Facebook tôi hoặc là quýnh lộn với ông? Rồi, rồi, đây để tôi phụ bà xây luôn nè. Chứ bà xây chậm chạp quá à. Đây, đó, rồi, ok. Rồi, xong rồi. Xong mấy cái lều cắm trại rồi nha bạn nha. Quên từ, để thắp thêm cái lửa trại đây nữa. Để có gì bọn mình tối mình ra đây ngồi. Đấy, ok. Vậy là xong. Đây, để mình cắm hai bông hoa cho Sam, cái nhà Sam đẹp nè. Quá đẹp luôn. Rồi ok, bây giờ nè Sam ơi. Lều cắm trại thì cũng đã có chỗ ngủ rồi nè. Bây giờ tiếp theo, cắm trại là cần cái gì? Mấy bạn thử nghĩ coi, cắm trại nè, ngoài cái lều để chúng ta đi ngủ nè, thì chúng ta cần cái gì thêm cái gì nữa? Đố Sammy cần gì nè? Cần gì hả? Thì tôi xem quay. Có lều rồi, có lửa trại rồi, bây giờ có cần đồ ăn. Đúng rồi, thông minh quá. Tặng cho bé Sammy 10 điểm, quá thông minh. Rồi ok, thì ủa, cái chúng ta tôi bánh kẹo cho thằng 10 điểm chi, đưa tôi bánh kẹo tôi ăn thôi, không cần 10 điểm. Yên tâm, bây giờ tôi sẽ đi kiếm đồ ăn cho Sam nè. Ok bạn ơi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm đồ ăn nha. Thì bây giờ mình sẽ đi ngủ, còn Sammy đi kiếm đồ ăn đi. Gì vậy? Trời, ông lừa tôi rồi, đang bảo tôi xí này là xong, tôi ngâm ngủ, ngồi chơi xơi nước mà. Sao bây giờ bắt tôi ăn? Thôi được rồi, tôi giỡn á, chứ bây giờ kiếm đồ ăn làm sao tôi để cho Sam yêu dấu của tôi đi kiếm được đúng không? Để tôi, đây là một cái rương rất là đặc biệt mà tôi đã chuẩn bị ở trong đây. Nó có rất là nhiều đồ đặc biệt luôn nha. Đây, cho bà xem nè, mở ra nè. Đấy.
ở trong đây chúng ta có rất là nhiều trứng của động vật và có thêm rất là nhiều đồ của tôi. Bây giờ tôi sẽ lấy ra để tôi gọi là cho Sam coi. Ok, rồi đây. Ủa đây gì đây đâu? Nè. À, nè, cần câu cá nè, đi câu cá ăn đi. Quý gì vậy? Tự nhiên bây giờ bắt tôi câu cá rồi rốt cuộc ông làm gì? Hả? Ông bảo cho tôi ăn không có làm mà. Tôi ăn chứ không có làm, hiểu nè, không? Nè, tôi nói Sam nghe nè, Sammy là con gái thì phải ở nhà nội trợ nấu ăn, hiểu không? Còn tôi con trai tôi đi làm là đúng rồi, ở nhà nấu ăn đi. không, trong cái luật ở đây là ông là người nấu ăn, tôi là tôi ở nhà tôi chơi thôi, hiểu không? Rồi, đi theo tôi. Mở ra, cái gì vậy? Đi theo tôi, qua đây, đâu? Nè. Bây giờ ở chỗ này chúng ta đang có một cái hồ đúng không? Một cái con sông nè. Bây giờ á, ở đây tôi có chuẩn bị một con mèo robot, nhưng không phải là Doraemon đâu nha bà nội. Đây, một con mèo robot. Nè nè nè. Ôi, sao đẹp vậy? Đây chính là những con mèo robot của tôi, và những con mèo robot này á nó sẽ giúp chúng ta kiếm được đồ ăn. Hả mấy bạn nghe ghê không? Bạn nghe ghê gì? Không? Con mèo mà giúp bọn mình kiếm được đồ ăn luôn á, nghe ghê chưa? Trời, không lẽ bị mấy con mèo robot này nó trông nó tìm mình mấy chuột mình ăn ghê quá à. Yêu tào lao, tào lao. Bà nghĩ sao vậy? Tôi mà đi ăn thịt chuột hả? Tào lao. Bà đúng là không biết gì hết trơn á. Bà coi tôi nè, ở đây nè nha. Bây giờ tôi để con mèo ra nè. Đấy. Ôi nó chạy, nó chạy. Nó chạy kìa. Đứng lại. Mèo robot kìa. Rồi xong nó chạy mất tiêu luôn rồi Sam ơi. Không dây không? Cũng dây xích nó lại. Này, yên tâm đi, tôi có chuẩn bị đồ ăn cho nó. Đây nè, tôi có chuẩn bị đồ ăn cho nó nè. Đây nè. Má trời, con mèo máy ăn chip. Chip hả? Đây là chip máy điện tử nè. Đúng rồi. Con mèo mèo máy thì làm sao mà nó ăn cá được đúng không? Đó, bạn thấy mèo máy Doraemon là ăn là ăn bánh rán không? Đây, thì cái con chip này nè, rất là đặc biệt luôn. Thì mình chỉ cần đặt con mèo ra, sau đó cho nó ăn con chip này. Ăn đi. Ăn đi. Ủa gì vậy? Rồi đó. Giờ tôi đã thuần phục được nó rồi nè. Bây giờ chúng ta chỉ cần đẩy nó ra ngoài hồ. Đấy. Tiếp theo nữa sao biết là chúng ta sẽ làm gì không? Không. Đây, chúng ta chỉ cần lít vô người nó. Tít. Thì nó sẽ ngồi câu cá. Đó. Wow, trời xinh nhớ con mèo câu cá, trời ơi, ảo ma vậy. Đó mấy bạn thấy không, con mèo đang ngồi câu cá nè các bạn. Và nó ngồi nó câu cá một hồi thì sẽ có cá cho chúng ta. Có cá. Đây đừng tưởng cá. Ui nó từ lên cá luôn kìa. Ghê chưa? Đây. Câu tiếp đi con, anh sẽ thử cho con nha. Nghe. Này nó gật đầu thấy không? Đó nó gật đầu nè. Rồi câu tiếp đi. Ôi xinh quá. Ok. Rồi bây giờ thì chúng ta chỉ cần đặt mấy con cá ra ngoài đây và chờ anh em. Con gì vậy? Đặt mấy con mèo ra ngoài đây để cho nó câu cá. Ê con mèo, chạy đâu? Ok nè, Sam phụ tôi đi. Này nè. Rồi để tôi. Tôi chia cho Sam một nửa nè, Sam phụ tôi đi, thuần phục thêm mấy con nữa cho nó ngồi nó câu cá. Là mình ngồi mình để một dàn câu cá luôn hả? Ê bây giờ mình mà vậy đó kinh doanh gì ta bắn cá là hơi bị giàu nhờ mấy con này nha. Được đúng rồi, trời. Mình có mấy con mèo máy này mà, mấy con mèo máy này mình chỉ cần thần phục một lần thôi là nó kiếm cá cho mình mãi mãi luôn đó. Ê trời mưa luôn rồi. Ê Sam ơi, làm cách nào cho hết mưa đi không? Thôi trời mưa là mấy con mèo máy tôi chết queo luôn á. Để tôi trời ơi để tôi nhanh lên trời. Không, mấy con mèo tôi chết bây giờ. Nhanh lên. Đâu đây. Đừng chết mấy con, đừng chết. Ủa? Chạy nắng cái đó. Ui. Trời ơi, may quá, xem nữa là chết hết mấy con mèo của tôi rồi. Ok, lấy thêm một con nữa nè. Rồi ok, bây giờ dẫn mấy con mèo qua đây cho nó câu cá đi Sam. Đây, để tôi cho nó câu cá nha. Nè mấy con mèo ơi, câu cá đi, lít vô người đó nè. Nè mèo ơi, ôi. Sam ơi, Sam lít vô người và nói cho nó câu cá đi. Đây câu cá đi con. Đây, cho nó câu cá nha. Con này chạy. Đây, vô đây con nha. Yeah, mấy con mèo nó câu cá. Chúng ta sẽ có rất nhiều cá. Ok, lượm Sam quá trời cá luôn Sam ơi. Lượm đi. Trời ơi, lượm. Nhiều kiểu này ăn làm sao hết, có mấy con nó rơi xuống nước luôn nè. Trời ơi. Tại tôi lại lượm nha. Đây, ok, câu thế đi, câu tiếp đi mấy con, câu tiếp đi. À, câu tiếp đi. À, mấy bạn thấy ghê chưa? Mấy bạn thấy mình ghê chưa? Ở đây là mình có mấy con mèo robot có thể giúp cho mình câu cá để có cá để ăn luôn nè. Ok, vậy giờ mình có rất nhiều cá luôn nè. À, tha hồ mà ăn. Hay, ok. Rồi, xong rồi đó Phong. Được rồi đó, chừng này được rồi á. Phá trời luôn. Nhiêu đây à, tôi nghĩ rằng là nhiêu đây cá là đủ cho mình ăn đến chiều đến tối luôn rồi đó. Ok. Còn mấy con mèo này bây giờ mình sẽ cho nó ngồi xuống đi các bạn. Cho nó ngồi im đây đi. Ok, đúng nghỉ rồi. Ngơi nha mấy con. Nghỉ ngơi đi. Các bạn nha. Trời ơi, dễ thương quá trời luôn. Đây ngồi nghỉ ngơi đi. Rồi, ok. Bây giờ thì đã có cá rồi nè. Thì tiếp theo cách nào để có thể nướng cá thì chúng ta không thể nào nướng cá trên lửa này được mấy bạn ơi. Tại vì cái lửa này ở trong Minecraft á, mình không hiểu sao mình không thể nướng đồ ăn trên đó được. Ủa được mà, ông bị khùng không? Tôi nướng nè. Ủa đâu? Ủa cái này nướng được hả? Gì kỳ vậy? Ủa đúng rồi, ông biết làm chứ trời, nội trợ ông yếu rồi thấy chưa? Trời ơi, nhưng mà tôi á thì tôi không có muốn gọi là nướng cá bằng cái này, bằng cái củi này ăn nó rất là khô, nó không được ngon. Chúng ta cần phải nướng cá
bằng lò nướng thì ăn nó mới ngon, hiểu không? Thì à... đâu ra cái lò nướng với ông, nghĩ sao đi cắm trại, hai cái tay không đâu ra ông nướng mà. Ủa? Ăn gì? Ôi, Sammy nước quá à. Bộ Sammy không biết rằng ở trong Minecraft có thể chế được gọi là lò nướng hả? Thì bây giờ chúng ta chỉ cần đi mai chúng ta làm lò nướng thôi. Ờ ha. Ủa nhưng mà bây giờ đi mai mệt lắm, không muốn đi mai đâu. Thấy không? Đó, mình biết ngay mà bà Sammy bà không bao giờ chịu đi mai đâu bạn ơi. Bà lười lắm, bà không chịu đi mai đâu. Thôi được, ở đây tôi có chuẩn bị hết rồi, qua đây qua đây. Đây qua đây qua đây. Lại có món gì hay nữa hả? Hay vậy? Đây. Tôi có một con bò. Con bị hồng á, nghĩ sao không lấy con bò đi mai vậy? Sao nó mới đi mai được đây thử coi. Ôi ôi. Được không con? Bà chọi cái cây cúp mà cho nó đi mai hả? Tào lao. Wow, con bò này á thì cũng giống như con mèo kìa, ông quăng cho nó hoặc là đi câu cá hay mà con trong bò đi mai. Trời ơi, không phải, không phải. Bây giờ tôi chỉ cần đưa con bò ra ngoài đây. Ơi bò, ra ngoài đây bò. Mà nó không quan tâm tôi rồi, thôi mình ra ngoài đây đi kể đi. Đây, tôi còn có con khác lúa cho nó. Đây, tôi lấy con khác nha. Mình phải ra xa xa xíu Sam ơi, chứ đừng gần nhà quá. Ok, rồi bây giờ tôi đặt con bò ở đây nè. Sau tôi sẽ dùng cái máy của tôi lít cho người con bò. Wow. Đây. Gì ghê vậy, con gì đây? Con bò bây giờ đã biến thành con bò robot. Ghê chưa? Nhìn mắt đỏ, nhìn người sắc ghê quá à. Đúng rồi. Tuy là bầu giống tôi đó nhưng mà nhìn nó hơi ghê. Rồi Sammy bây giờ Sammy đứng kế bên con bò đi. Sammy đứng kế bên nó đi. Nó quăng cái cúp nó mất luôn nè, tự quăng đồ rồi. Ủa cái gì nó cũng mất hết lại vậy, nó ăn cắp đồ tôi kìa. Ê bà nội, bà đừng có đưa cho nó, con này là nó là bò robot cho nên nó ăn cái gì cũng được hết trơn á. Đừng có chọi ra. Để tôi thử qua nó coi nó ăn nè. Nó ăn hết. Tôi bây giờ cho nó thiệt giờ nó ăn thịt bà luôn còn được cơ mà. Bây giờ bà bây giờ Sammy lại gần nó đứng đi. Lại đi rồi, đi lại gần nó. Tôi sao? Không sao, nó hiền lắm, tôi nói giỡn vậy thôi, nó không ăn đâu. Nhớ nha. Đi. Ừ ok. Mày mà cắn tao là tao cắn mày á. Rồi, bây giờ Sam hãy lít chuột vô người đó để khởi động nó đi. À, có cái nút đúng không? Giờ đúng cái nút rồi. Nào? Ê, đâu, nhấn nút đâu? Đâu là thì tôi kiếm lỗ mũi hay là cái sao? Cái lỗ mũi của nó. Ừ. À, lỗ mũi vậy? Cái nút là hai nút đâu, nút nào? Nút nào cũng được, bấm đại đi bà nội. Ok. Rồi, ok. Nút, ok, nút rồi. Trời ơi. Đó, trời ơi, rồi xong Sammy chìm xuống kia luôn các bạn ơi. Ui, có thang nè. Đó, thấy không? Vậy chúng ta đã có thể mai được rồi. Rồi xong rồi, Sammy rơi xuống tận bên dưới rồi các bạn ơi. Ủa là sao? Cái gì vậy? Có sao không vậy? Ông nghĩ rớt xuống đây có sao không? Ôi, bơi lên, bơi lên đi, lên đây đi. Phong thương nè, đừng nhõng nhẽo nữa, lên đây, lên đây. Cái này ông ghét tôi với thương cái gì? Trời ơi, ông hại tôi đúng không? Sammy không thấy có, nó có lợi à. Con bò nó xuống dưới nó mai đồ cho mình nè. Ok, mình sẽ làm thêm con này nữa. Ok. Nó mai cái gì mà nó mai xuống tầng rồi là dưới lòng đất này luôn vậy? Trời, nó mai xuống tầng gần bách đất luôn vậy. Bây giờ mấy bạn hãy nhìn nha, mình sẽ cho con bò nó mai nè. Mai đi. Bẹp đó. Trời ơi, quá trời khoáng sản bên dưới luôn. Thì nếu như các bạn nào không biết á, thì con bò á, khi mà nó biến thành robot đó bạn, thì nó có một cái chức năng, đó chính là nó sẽ tự động biến cho cơ thể của nó nặng lên 100.000 kg. Thì lúc đó nó sẽ lúng đất luôn bạn ơi. Và chúng ta tha hồ mà mai luôn, không cần phải gọi là đào xào lấp nữa. Con mày là 1 tấn thì có chứ 100 kg gì. Tôi nói là 100.000 kg mà bà nội. Ôi trời, tôi không thích đâu. Lên đây đi Sam. Lên đây Sam. Trời ơi, bị lừa. Hỏi ra ông muốn hãm hại tôi đúng không? Hãm hại cái đâu bà. Ủa rồi, bà có lấy được than với lại đá không? Ông nghĩ tôi rớt xuống đó tôi thấy được vậy, tôi bị u cái đầu đâu. Nhìn cái đầu tôi nào, u như cái cục vậy. Ok. Cái cục đá nè. Vậy thôi, được rồi. Rồi thôi. Bây giờ chúng ta đã có được gọi là vậy thôi. Bây giờ như thế này đi, nếu như bà không muốn gọi là nướng cá bằng lò nướng nữa thì chúng ta nướng bằng gỗ cũng được. Nhưng mà một ít gỗ thế này không đủ để nướng cá đâu, mình phải đi chặt gỗ mới được. Thôi không chặt gỗ đâu, nhát lắm, đi ngủ hơn. Đó, lại nhát nữa, thấy chưa bạn, thấy chưa? Sammy lười biếng quá bạn ơi, không chịu thì làm gì hết trơn. Tôi bảo rồi, hôm nay là tôi chỉ có ăn chứ không có làm, ông cứ bắt tôi làm hoài là sao vậy? Hôm nay là tiêu chỉ được. Là ăn không có làm, có cách nào không? Có hết, có tất nhiên là phải có cách rồi, tại vì từ khi dẫn bà đi picnic là tôi biết rằng là bà sẽ lười lắm, không chịu làm gì đâu. Tôi đã chuẩn bị hết rồi, đi theo tôi. Nè, ở chỗ này có rất là nhiều gỗ luôn. Thì bây giờ á, nếu như mà chúng ta đi cắm trại bình thường thì chúng ta sẽ phải chặt gỗ bằng tay, phải đập như thế này nè. Đó, nhưng mà rất là đau tay luôn. Mình không thể nào mà để cho Sammy bị đau tay được bạn ơi. Cho nên á, là mình đã có chuẩn bị rồi. Đây, một con heo. Sao ông càng ngày ông vô lý vậy phải không? Ông nghĩ sao bây giờ con bò không làm thì con heo nó không làm đâu, nó lười như con heo. Ông có nghe gì đó câu dân gian nha, lười như heo sao dám làm việc mấy cái này được. Trời ơi, bởi vì con heo bình thường nó rất là lười, nó chỉ ăn với ngủ thôi. Nhưng mà nếu đúng như mà vậy. Là ê nè, tôi đâu phải lười như heo đâu, sao bà kêu tôi giống con heo? Lao. Không phải ông lười như con heo mà tại vì ông giống con heo thôi chứ không có lười. Đó. Vô duyên. Đây bây giờ bà nhìn nha, tôi chỉ cần đặt con heo ra, sau đó tôi chỉ cần dùng cái máy của tôi lít cho người đó.
Wow. Ui, ngay lập tức là nhìn đẹp nè, nó đẹp nè, hai lỗ tai nữa, hai căn tên nè, đẹp nè. Đúng rồi, nó đã biến thành một con heo robot. Ơ nhìn sao nhìn mặt nó giống ăn trộm của ta. Thì cái con heo này á bạn, nó rất là đặc biệt luôn nha các bạn nha. Thì chúng ta chỉ cần bấm vô cái lỗ mũi của nó. Tít. Ồ. Nó sẽ đưa ra một cái lưỡi cưa. Thấy chưa? Và nó cưa cây luôn rồi. Ồ, ơi ơi sao thấm. Có quả táo đây, lụm lụm quả táo, lụm quả táo. Đó, có thêm táo ăn. Ok không? Ê sao nó hay vậy? Nó từ trong bụng ra đến hai thì để nó dùng hai cái lưỡi cưa nó quẹt một phát, trời ơi đồ nó rớt hết. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta cần lít vô người đó là chúng ta có thể lấy được đồ đó, thấy không? Lít vô người nó lấy đồ nè. Đấy, ok. Quá dễ luôn. Bây giờ mình kiếm chỗ nào nhiều nhiều cây xíu đi. À, trên đây đi, trên đây nè. À. Tôi thấy trên đây nhiều cây nè. Ôi. Đây. Ôi trời ơi, xém nó té xong rồi. Ở dưới đây nguyên cái luôn nha. Trời ơi, mày. Okay. Nè, tôi thấy chỗ này được nè. Tôi sẽ đặt con heo ở đây, sau đó biến nó thành robot. Và sau đó bây giờ mình chỉ cần lít vô người đó. Để tôi. Nè, lít vô người đó. Tít. Mọc ra cái lưỡi cưa. Wow, trời ơi, một vùng đất luôn. Rồi, xong luôn. Ôi, trời mưa nữa rồi. Ôi, trời, cái gì mà trời mưa miết vậy? Đừng có mưa nữa, mấy con này hư bây giờ. Ok, thì con heo. Ôi, con heo này giờ nó là heo robot cho nên đứng im không à. Ok, lấy gỗ nè. Tiếc, từ từ Phong. Ui, sao ơi. Gì vậy? Tôi mới phát hiện ra một điều. Là nó không chỉ cưa được gỗ đâu nha, mà nó có thể cưa được cả đá, đất đồ luôn. Wow. Đó, được nè, đây, thử nha, bây giờ thử nha, tôi đặt con heo nè. Đó, ok, bây giờ Sammy nhìn nha, đây, tôi bấm vô người đó nè. Rồi. Ui. Wow, ê, bây giờ mình có bài test này nè, Phong, tôi không tin là con này bờ rồ đến vậy. Tôi không tin là em bờ rồ này, từ đây, test này coi, Sao, test sao, này, test này, gì? Tôi. Bây giờ test coi nó có cưa được kim cương không? Kim cương nó cứng lắm. Kim cương hả? Trời ơi. Khó nha. Chuyện đơn giản luôn. Đây đi ra, đi ra. Từ từ để tôi làm cho nó dày chứ làm mỏng tôi không chịu đâu. Để tôi quét test con này có xịn như lời đồn không chứ ai biết được rồi, là con okay, này nó dày. Ok. Heo ơi. Đó. Bây giờ á mày hãy dùng cái lưỡi cưa của mày và cưa kim cương cho anh nha. Ok, 3 2 1. Tít. Đó. Wow. Wow. Một phát một luôn. Ôi, lít vô người đó. Con heo luôn. Ui, tôi quay lít vô người đó, tôi lấy được kim cương nè. Đó, quá trời luôn. Rồi. Không, bây giờ đem con này đi mai được á, đỡ mỏi tay mỏi chân luôn á. Đúng rồi. Cái gỗ luôn á. Tôi á, tôi chế tạo con này á là mục đích của tôi là để mai này tôi sẽ bán nó cho mấy cái bác mà chuyên đi mai ở trong mấy cái hầm mỏ á. Đấy, ghê không? Thôi được rồi. Bây giờ mình nướng cá đi. Mình nướng cá rồi. Mình ăn đi. Đây rồi, tôi nướng bỏ cá nướng. Không gì chơi không chứ cắm trại ngồi ăn này trắng phèo và tôi muốn gì ta? Tôi muốn phải có gì có gì đó chơi chơi mới vui Phong. Cái này chơi hả? Cưỡi con gì đó nó hay hay chứ bây giờ đi bộ này mỏi chân lắm, tôi muốn cưỡi con gì quá. Để mình xem coi cũng đúng ha. Tính ra đi cắm trại mà suốt ngày ăn với ngủ không thì cũng buồn, không biết có gì chơi không ta? À, có nha Sam. Đây. Ghê vậy? Tôi có con ngựa nè, đó là cưỡi ngựa đi. Trời ơi, sao ngựa chán tôi vậy? Ở nó màu xám nè. Nó màu xám nè. Nhưng mà cưỡi ngựa có gì đâu mà vui. Ngựa mấy con ngựa cưỡi cà rộc nhức đầu lắm mà nó đi chầm rì à. Trời ơi, bà không biết gì hết trơn á. Tôi đã nói là có tôi ở đây thì tất nhiên cái gì tôi chẳng làm được. Bây giờ bà hãy sử dụng cái máy của tôi nè để bấm vô con ngựa đi. Dùng đi. Ui, biến hình được con ngựa hả? Đúng rồi. Biến con ngựa thành robot luôn. Được không? Mà có đẹp không? Thử đi, thử đi. Coi. Bây giờ để biến ngựa. 1 2 3 biến hình. Đó. Ngựa thân. Ui, ghê chưa? Rồi. Ngựa thân nè, có sừng nè. Ui, đúng rồi. Nó biến thành nguyên một con ngựa thần luôn rồi. Sam thử cưỡi coi. Mày coi. Ui. Cao vậy? Wow. Ui trời. Ghê vậy ta. Bây giờ tôi lên cây nè, nhìn nè. Wow. Trời ơi, quá xịn luôn bạn ơi. Mình cũng muốn cưỡi. Ok, để mình tít. Rồi ok. Lên cây nè. Trời ơi. Trời ơi. Con ngựa này á nó không chỉ chạy nhanh mà nó còn cực kỳ đẹp và cực kỳ gọi là nhảy cao luôn bạn ơi. Coi nè. Đó, ghê không mình. Trời ơi. Sam. Nhìn tôi nè. Bây giờ tôi sẽ biểu diễn cho bà coi nè. Đấy. Làm gì? Ha. Ui, ghê chưa. Ui. Ai. Gì vậy? Đâu. Leo bị gì không? Có bị gì không vậy? Xuống đây chung với con bò luôn rồi. Hello bò. Em kích bò thêm coi nó bị gì không? Bây giờ tôi muốn lên trên cơ, tôi không muốn dưới đây con bò đâu. Nhảy lên ngựa. Ồ, trời ơi con ngựa nhảy cao dữ. Ok ơi, chui ra đây. Nhảy tôi sẽ nhảy một phát một lên trên kia. Bây giờ đè tôi đào đất giúp ông cho ông cần không? Không cần, con ngựa này của tôi nhảy cao lắm, một phát một là nhảy lên trên luôn á. Ok, để mình lắp cái này vô nè. Sao mình sẽ nhảy lên trên bạn ơi. Tự nhiên cưỡi sao mà lao xuống dưới đây luôn, ghê thiệt. Ok. Sammy coi tôi nè. Hỡi. Chà. Wow. Trời ơi con quá ngựa ghê luôn. Nhau vậy luôn á.
Ok bạn ơi, vậy là ngày hôm nay nè, mình đã cùng với Sammy, hai đứa mình đã cùng nhau đi cắm trại, nhưng không phải là cắm trại bình thường mà là cắm trại 4.0 robot các bạn ơi. À, ai đó mọi người ơi. Ê Phong ơi, tôi nghĩ nha, tương lai có nó có mấy con này không? Tương lai á, ông có nghĩ trời ơi, con người chúng ta rất là thông minh luôn, cho nên tôi chắc chắn rằng trong tương lai á, con người có thể phát minh ra được gọi là những cái con robot này, chắc chắn là được rồi. Bây giờ công nhận nha Phong, tôi không công nhận, đây là lần đầu tiên tôi đi cắm trại mà tôi không đợi gọi là gì đó, gọi là rơi một giọt mồ hôi, tôi không có làm gì hết trơn luôn á, lần đầu đúng tiên rồi. Tôi không có nói gì hết luôn á. Đó thì mấy bạn có cảm giác gọi là sao ta, cái buổi cắm trại hôm nay có vui hay không và có thú vị hay không thì bạn hãy nhớ bình luận xuống dưới cho Phong biết nha. Còn bây giờ thì Phong nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như bạn thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Cũng đừng quên là hãy ở bên kênh YouTube của Sammy để đăng ký họ cho Sammy nữa nha mọi người nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt. Bye bye.